Xin chào các quý khán giả của An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về không chỉ là khoảng thời gian để cả gia đình cùng đoàn tụ, mà kéo theo đó là cả nỗi ám ảnh về những bữa cỗ với cơ man nào là rượu bia thâu đêm suốt sáng. Sau những ngày nhậu nhẹt này, cơ thể không những mệt mỏi bởi ảnh hưởng của chất cồn, mà lá gan, cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta cũng gặp không ít những mối nguy tiềm ẩn. Uống rượu bia đã độc hại, thế nhưng nếu không biết mà sử dụng những loại thực phẩm cấm kỵ với thức uống có cồn này còn độc hại gấp trăm lần. Vì thế, nếu nhất thiết phải uống rượu thì mọi người cần tránh việc vừa uống rượu vừa ăn những thực phẩm dưới đây dễ khiến rối loạn tiêu hóa. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 7 bệnh nhân cùng ở thôn Suối Thông A, xã Đạ Giòn, huyện Đơn Dương bị ngộ độc rượu cùng nhau uống rượu thuốc mua trong thôn, trong đó 3 người đã tử vong. Trường hợp tử vong mới nhất là ông Hà Ngư, 44 tuổi. Trước đó, người cùng nhậu là ông Hà Thân, 44 tuổi, đã tử vong ngay khi đưa đến bệnh viện. Người còn lại chưa xác định danh tánh sau khi uống rượu thuốc với những người nói trên. Khi về tới huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cũng đã tử vong. Theo người nhà các nạn nhân, 3 nạn nhân đã chết nói trên cùng với 5 người khác mua rượu thuốc trong thôn về để uống và đồ nhắm là su su, ngọn bí luộc và cà chua hầm thịt. Chiều đến, tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu như búa bổ, khó thở nên đã đến trung tâm y tế huyện Đơn Dương để khám. Do tình trạng bệnh quá nặng, họ được chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm. Theo các bác sĩ bệnh viện Đa khoa ở Lâm Đồng, các nạn nhân khi nhập viện đều có chung triệu chứng là khó thở, huyết áp thấp, nhức đầu quay cuồng. Nguyên nhân được xác định là do phản ứng giữa đồ nhắm với rượu gây ngộ độc sâu. Có thể nói trong xã hội ngày nay, việc uống rượu bia là điều không thể thiếu được. Nhất là trong dịp lễ Tết, trong các buổi gặp mặt gia đình, bạn bè, một chút rượu bia có thể làm không khí trở nên vui vẻ hơn. Tuy nhiên, vấn đề đồ ăn nào không nên ăn cùng với việc uống rượu bia không phải ai cũng biết. Dưới đây là những loại đồ uống cấm kỵ lúc uống bia rượu để tránh độc hại. Đầu tiên đó là lòng đỏ trứng. Khi uống rượu, tốt nhất là không nên ăn cùng với trứng, nhất là lòng đỏ trứng. Vì hai loại này khi kết hợp cùng nhau, tuy không gây ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng lại làm ảnh hưởng đến vị giác, làm chúng ta sẽ cảm thấy không còn ngon miệng khi ăn. Thứ hai, thịt sông khói. Trong khi uống rượu bia, bạn không nên ăn thịt sông khói. Vì nếu kết hợp thịt sông khói với rượu bia thì chất nitrosamine có trong thịt sông khói và các chất bảo quản hấp thụ sẽ gây hại cho cơ thể, bạn sẽ có nguy cơ bị ung thư vòng họng, ung thư gan. Vì vậy, trong các bữa tiệc, bạn không nên kết hợp rượu bia với việc ăn thịt sông khói. Thứ ba, các sản phẩm được làm từ sữa. Các sản phẩm được làm từ sữa là những thực phẩm tốt có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên khi kết hợp cùng với rượu bia thì không tốt một chút nào. Việc ăn các sản phẩm được làm từ sữa khi uống rượu bia sẽ dễ gây ra hiện tượng khó tiêu, làm hạn chế lưu thông máu đến tim và các cơ. Thứ tư, nước có ga. Khi bạn uống rượu bia kết hợp với nước ngọt có ga sẽ khiến cho lượng cồn có trong bia rượu lan tỏa nhanh chóng trong cơ thể, sản sinh ra chất CO2 làm tổn thương đến gan, thận, đường ruột và dạ dày. Ngoài ra, việc kết hợp chung bia rượu với nước ngọt còn dễ gây ra các triệu chứng khó tiêu, dễ say hơn và rất nguy hiểm đến tham gia giao thông. Thứ năm, dứa. Dứa là loại quả vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, dứa có vị ngọt và chua. Tuy nhiên, không nên uống rượu và ăn dứa cùng một lúc vì có thể chúng sẽ gây ra những cơn đau dạ dày. Ngoài ra, một số người còn bị dị ứng dứa. Vì thế nên lưu ý khi ăn loại trái cây này. Thứ sáu, sô-cô-la. Rượu vang đỏ và sô-cô-la tượng trưng cho sự lãng mạn, ngọt ngào cùng say đắm. Thế nhưng nhiều người không hề biết rằng rượu vang đỏ và sô-cô-la không thể uống và ăn cùng nhau. Đơn giản vì chúng sẽ gây ra cảnh chồng chéo hương vị. Đặc biệt hơn là sô-cô-la sẽ làm mất đi hương vị của rượu vang. Nếu dùng chung, chúng sẽ làm cho dạ dày của bạn bị mệt mỏi. Thứ 7, sầu riêng. Loại trái cây nóng này nếu kết hợp với rượu bia là rất nguy hiểm vì tính nhiệt trong cơ thể sẽ tăng cao. Nguy hiểm nhất là với người bệnh bị tiểu đường. Đây cũng là loại quả có thể dẫn đến tử vong nếu ăn khi say rượu. Nguyên nhân là do trong sầu riêng có hàm lượng lưu huỳnh khá cao, nó gây ảnh hưởng và cản trở đến hoạt động của enzyme trong quá trình giải độc rượu. Khi chất độc trong rượu lên cao quá mức, có thể gây tử vong. Thứ 8. Các loại hạt. Trong các bữa nhậu, trên bàn thường có thêm các loại hạt như đậu phộng, đậu nành, đậu xanh, hạnh nhân, hạt điều. Đây là những loại hạt nếu ăn riêng thì tốt. Tuy nhiên, nếu ăn cùng với việc uống rượu bia sẽ làm ảnh hưởng đến trực tiếp đến tim mạch. Các loại hạt này có chứa nhiều cholesterol, khi lên quá cao có thể gây sờ vữa động mạch. Thứ 9. Hải sản. Nhiều người có sở thích
ăn hải sản phải uống rượu vì nghĩ rằng rượu sẽ khiến cho mùi tanh của hải sản giảm đi. Thế nhưng việc uống rượu khi ăn hải sản sẽ làm cho gia vị món kém đi. Không chỉ thế, ăn chúng cùng nhau nhiều còn gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là tiêu chảy. Việc nạp vào người một lượng lớn cồn không chỉ khiến bạn khó chịu ngay tức thời với những cảm giác nôn nao, đầy bụng, khó chịu hay là đau đầu, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, khiến gan phải đào thải quá tải, dễ mắc các bệnh gan mật và dạ dày. Do đó, việc hạn chế uống bia rượu hoặc là không uống quá nhiều luôn là lời khuyên cho những ai muốn có một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, do tính chất công việc hoặc là những lời mời nhậu khó khước từ, thì những mẹo dưới đây vẫn có thể giúp quý vị và các bạn hạn chế những tác hại của cồn khi nạp vào cơ thể, đồng thời giúp bạn chống say một cách hiệu quả. Để uống rượu bia an toàn ngày xuân thì bạn nên làm như sau. Uống sau khi đã lót bụng, tránh tình trạng cảm lạnh do đói rét. Uống số lượng nhỏ và từ từ, không uống vì thách thức. Không uống rượu bia không đảm bảo chất lượng. Hãy lắng nghe cơ thể, biết điểm dừng đúng lúc. Có thể phòng ngộ độc rượu bằng cách chọn loại rượu có thương hiệu, đảm bảo an toàn thực phẩm và chỉ ít uống. Những thực phẩm chống say nên dùng trước khi uống. 1. Sữa chua. Sữa chua có chứa nhiều keo thực vật sẽ giúp bảo vệ thành dạ dày, vừa giảm được nồng độ cồn trong bia rượu. Do đó, nếu không muốn bị say bia, hãy ăn một hộp sữa chua trước các bữa tiệc nhậu, bạn sẽ cảm thấy có tác dụng rõ rệt. 2. Uống vitamin B. Một trong những mẹo uống bia không say cực hiệu quả đó chính là bổ sung các viên vitamin tổng hợp có chứa các chất chống oxy hóa trước khi uống chất cồn. Với những người thường xuyên phải uống bia rượu, hãy uống 2 viên 50mg sinh tố B6 cùng với 1 viên sinh tố B100 trước khi vào cuộc nhậu sẽ giúp cho bạn giảm say một nửa. Tuy nhiên, lưu ý rằng không nên dùng B6 thường xuyên, có thể gây biến chứng không tốt. 3. Đồ chiên rán. Bằng cách giảm lượng cồn hấp thu vào máu qua niêm mạc dạ dày và ruột do được phủ một lớp dầu, hãy ăn đồ chiên rán trước khi uống bia rượu sẽ giúp chống say cực kỳ hiệu quả. 4. Phô mai. Công dụng của phô mai sẽ tạo một lớp tráng cho dạ dày, giúp cho cơ thể giảm việc hấp thụ bia rượu một cách thấp nhất và không có cồn tấn công vào trong thành dạ dày. Ăn một miếng nhỏ phô mai sẽ giúp cho bạn tỉnh táo và đỡ mệt hơn nhiều so với không ăn trước khi uống bia. 5. Uống sữa. Một ly sữa ấm sẽ làm chậm quá trình hấp thu các chất cồn của cơ thể. Do đó, đây cũng là cách đơn giản mà không kém phần hiệu quả trong việc là giúp uống bia không say. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có sẵn sữa ấm, nhưng bạn vẫn có thể uống một hộp sữa bình thường. 6. Bánh mì nướng. Nhâm nhi một vài miếng bánh mì nướng trước khi uống các thứ có chất cồn sẽ giúp bạn ngăn chặn nguy cơ bị say. Lượng carbon có trong bánh mì có tác dụng như là bột lọc trong cơ thể, giúp hấp thu hết các chất cồn, có hiệu nghiệm đặc biệt đối với việc chống say bia. 7. Mật ong. Mật ong kéo dài thời gian bia rượu ngấm vào cơ thể và lại đảm bảo dạ dày không bị cồn làm tổn thương. Không cần phải uống nguyên mật ong, bạn có thể pha mật ong và nước cam uống trước khi nạp bia vào cơ thể. Mẹo này có thể khiến bạn uống được một lượng lớn bia mà không lo bị say đấy. 8. Dầu ăn. Một trong những mẹo chống say bia rượu có tác dụng thần kỳ là uống một chút dầu ăn trước khi uống các chất có cồn, tương tự như việc ăn đồ chiên rán. Tuy nhiên, mẹo này có vẻ không khả thi cho lắm khi mà đây là thứ không dễ dàng nạp vào cơ thể. 9. Men khô. Đây là thứ bạn rất dễ dàng tìm thấy trong các cửa hàng tạp hóa. Loại men này được dùng để sản xuất bột mì, có tác dụng rất tốt trong việc phá vỡ hoạt động của các phân tử bia, khiến chúng không thể làm tê liệt các neuron thần kinh ở não bộ khi mà chúng ta uống bia. Chính vì vậy, đừng quên ghé qua các cửa hàng tạp hóa và mua một chút men trước khi phải uống rượu bia. 10. Cơm. Nếu có thể ăn cơm trước khi đi nhậu thì đây là lời khuyên tốt nhất để giúp chống say và chống mệt. Sinh tố B và carbon hydrate có trong cơm, cám gạo, gạo sẽ giúp bổ sung các loại chất này khi uống bia vì đó là những chất bị mất đi nhiều nhất khi cần bổ sung khi uống bia. Do đó, khi bạn đã ăn no thì sức chịu đựng với đồ uống có cồn sẽ lâu hơn rất nhiều khi không ăn. Có thể ăn cơm với rau luộc để tăng thêm khoáng chất bị mất đi. Tết đến xuân về không chỉ là khoảng thời gian để cả gia đình cùng đoàn tụ mà kéo theo đó là nỗi ám ảnh về những bữa cỗ. Với cơm ăn nào là rượu, bia thâu đêm suốt sáng. Sau những ngày nhậu nhẹt này, cơ thể không những mệt mỏi bởi ảnh hưởng của chất cồn, mà lá gan, cơ quan quan trọng nhất của cơ thể của chúng ta cũng gặp không ít những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vậy làm cách nào để bảo vệ lá gan khỏi những tấn công từ rượu bia ngày Tết? Ăn nhẹ trước khi uống. Chúng ta tuyệt đối không nên để bụng rỗng trước khi đi uống rượu.
Khi đói bụng, chất ethanol trong rượu dễ dàng hấp thụ vào cơ thể hơn, sau đó chúng thấm ngay vào trong máu và nhanh chóng gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mang cảm giác say đến nhanh hơn. Không uống khi đói bụng. Loại thức ăn thích hợp nhất được dùng trước các bữa nhậu là sữa, gan lợn hoặc là lòng trắng trứng. Ngoài ra, chúng ta cũng nên ăn thêm rau xanh, hoa quả chín bởi đây là các thực phẩm rất giàu vitamin, chất chống oxy hóa, giúp chống lại các cảm giác say, bảo vệ gan và hạn chế tác hại của cồn trong rượu tới hoạt động của gan. Chỉ nên uống một loại rượu hoặc bia. Dù là rượu thuốc, rượu vang hay rượu trắng thì mỗi loại đều có chứa các thành phần và liều lượng khác nhau. Khi chúng ta uống lẫn lộn sẽ dễ bị say hơn nếu như chỉ uống một loại. Ngoài ra, một lưu ý là chúng ta không nên pha nước ngọt có ga vào rượu. Phản ứng tạo bọt khí sẽ làm đẩy nhanh quá trình hấp thụ rượu vào trong máu, gây hại cho gan và khiến gan dễ bị ngộ độc. Bổ sung nước trước, trong và sau khi uống rượu. Uống một cốc nước trước, trong và sau khi uống rượu sẽ làm cho cơ thể chúng ta không bị sốc với chất cồn và điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đào thải chất cồn ra khỏi cơ thể qua đường tiểu tiện. Bổ sung nước còn giúp cho hoạt động chức năng gan được tốt hơn, gan được làm mát và làm giảm nguy cơ ngộ độc. Bổ sung thêm vitamin B và vitamin C. Các thức uống có cồn sẽ khiến cho cơ thể mất đi vitamin B, do đó gây ra cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Trước khi uống rượu, bạn có thể uống 1 đến 2 viên vitamin B để giảm cảm giác này. Bên cạnh đó, vitamin B sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải rượu. Nếu không muốn uống vitamin B thì chúng ta có thể bổ sung những thực phẩm có chứa những chất này như là lạc, dưa hấu, cà rốt, sữa, súp lơ xanh, mơ, quả hạnh và các loại rau có màu xanh đậm. Thêm nữa, để có thể giúp cho cơ thể có nhiều năng lượng chống lại cảm giác say, chúng ta cũng nên uống nước hoặc là ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như là cam, quýt, bưởi, dâu tây, dứa hoặc bạn có thể dùng viên vitamin C để giúp cho cơ thể nhận được nhiều năng lượng hơn. Uống một cách từ từ. Mỗi lần uống rượu bia, chúng ta chỉ nên uống một vài hớp nhỏ một lần chứ không nên uống liền một mạch. Cơ thể con người trung bình cần khoảng 1 giờ để phân giải hết 30ml thức uống có cồn. Chính vì thế, nếu chúng ta uống càng nhanh thì cơ thể càng mất đi khả năng chống lại sự tấn công của các chất cồn, từ đó gan sẽ không có thể có khả năng giải độc kịp thời. Các chất độc tích tụ lại, gan dần sẽ bị hủy hoại các tế bào gan, khiến cho bị giảm hoạt động chức năng, nên uống ngụm nhỏ. Lượng cồn tồn đọng không được phân giải do uống quá nhanh sẽ ngấm vào máu và dễ khiến bạn bị say đột ngột. Mỗi lần uống rượu bia, bạn nên chỉ uống một vài hớp một. Bia rượu trong những ngày Tết là việc không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết cách uống rượu đúng cách, chúng ta vẫn có thể bảo vệ lá gan của mình. Nhiều người đang háo hức trong những ngày lễ Tết vì được đoàn viên cùng gia đình, đi du lịch vui chơi hay là gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, những chuyến thăm hỏi gặp gỡ tiệc tùng khiến cho nhiều người quên việc phải duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện lành mạnh. Việc ăn uống không theo giờ giấc, ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo, nhiều đường, ít xơ, uống nhiều rượu bia gây ra nhiều vấn đề cho gan. Thạc sĩ bác sĩ Võ Ngọc Quốc Minh, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc uống nhiều bia rượu, ăn những thức ăn khó tiêu, nhiều dầu mỡ trong dịp Tết khiến cho gan phải làm việc nhiều hơn so với bình thường. Trong đó, rượu bia là yếu tố nguy hiểm nhất, dễ gây ra tổn thương gan và thường dẫn đến việc là bị viêm gan. Đặc biệt với những người bệnh đã có sẵn xơ gan, viêm gan thì việc uống rượu bia nhiều sẽ khiến cho bệnh trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, trong những ngày Tết, do tiệc tùng quá nhiều, nhiều người truyền miệng nhau về một số bí quyết. Để uống nhiều rượu bia mà không say, việc cần uống dầu ăn, uống sapirin hoặc là paracetamol trước khi uống rượu. Tuy nhiên, nói về bí kíp trên, thạc sĩ bác sĩ Võ Ngọc Quốc Minh cho biết rằng, đây hoàn toàn là giải pháp sai lầm, không hề có tác dụng chống say rượu bia mà còn gây hại cho sức khỏe, thậm chí có thể gây ra ngộ độc. Theo đó, aspirin dù không gây tổn thương trực tiếp đến gan nhưng có thể làm trầm trọng hơn tình trạng loét dạ dày tá tràng, thậm chí là xuất huyết dạ dày tá tràng. Đối với paracetamol, đây là một loại thuốc có độc tính trên gan, do đó nếu trước khi uống rượu bia mà uống thêm paracetamol thì sẽ làm cho gan dễ bị tổn thương và ngộ độc hơn. Việc uống dầu ăn không có tác dụng làm tăng tửu lượng, ngược lại còn gây ra tình trạng khó tiêu và rối loạn tiêu hóa.
bởi dầu ăn làm thức ăn di chuyển xuống ruột chậm lại và nằm ở dạ dày, dẫn đến ngộ nhận rằng người uống không say. Tuy nhiên khi tất cả lượng thức ăn này đi xuống ruột thì một lượng lớn rượu bia sẽ được hấp thụ, dẫn đến say rượu ngay, thậm chí là gây ra ngộ độc rượu. Thạc sĩ bác sĩ còn chia sẻ thêm. Rượu là nguyên nhân khiến cho cơ thể mất rất nhiều nước. Do đó trước khi uống bia rượu nhậu nhẹt, bạn nên cung cấp cho cơ thể một lượng nước vừa đủ. Việc tiêu thụ các loại trái cây, rau củ quả để cung cấp nước cho cơ thể là một giải pháp tuyệt vời, vừa giúp thải các độc tố ra khỏi cơ thể lại vừa có thể cung cấp nước. Dưa hấu và dưa chuột là những lựa chọn tuyệt vời giúp quý vị và các bạn cung cấp nước và chất điện giải cho cơ thể. Hy vọng rằng những miệng uống bia không say ở trên sẽ giúp ích được quý vị và các bạn phần nào trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của một lượng cồn lớn, đồng thời giữ được tỉnh táo và giảm mệt mỏi, khó chịu khi phải uống quá nhiều bia rượu.